thực tập ở một phòng thí nghiệm nơi xa xôi hẻo lánh có lẽ không phải là một ý kiến hay ho. Và việc gạt cái cần có hình đầu lâu chỉ để xem nó làm được gì cũng chẳng sáng suốt tí nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc để hối hận, vì bạn cần phải nhanh chóng thoát thân khỏi đám thây ma đột biến. Cùng với bạn là người lao công, trợ lý phòng thí nghiệm và ông giáo sư già. Bạn có lợi thế đấy, nhưng chỉ có một cách để được an toàn, vượt qua một cây cầu dây cũ kỹ băng ngang hẻm núi. Bạn có thể chạy qua trong 1 phút, trong khi người trợ lý mất 2 phút. Người lao công chậm hơn chút và mất 5 phút, và ông giáo sư thì mất tận 10 phút vì phải bám lấy tay vịn mỗi lần bước đi. Vị giáo sư ước tính là đám thây ma sẽ đuổi kịp bạn trong vòng hơn 17 phút, vì vậy bạn chỉ có nhiêu đó thời gian để mọi người băng qua cầu và cắt dây. Không may là cây cầu chỉ chịu được 2 người. Tệ hơn nữa là trời quá tối để nhìn thấy và cái đèn cũ kỹ bạn xách theo chỉ soi sáng một khoảng nhỏ. Bạn có thể tìm đường ra cho mọi người không? Hãy nhớ là một lần qua cầu không quá 2 người, người nào qua cầu cũng phải hoặc cầm đèn, hoặc đi kế bên và đứng chờ trong bóng tối ở cả 2 bên cầu đều an toàn. Quan trọng nhất là mọi người phải qua cầu an toàn trước khi lũ thây ma đến. Nếu không, con thây ma đầu tiên có thể lên cầu khi mọi người vẫn còn đang đi. Điều cuối cùng, không có mẹo gì ở đây cả. Bạn không thể đu dây qua, dùng cái cầu làm bè hoặc làm bạn với đám thây ma. Hãy tạm dừng video bây giờ để tự mình tìm câu trả lời. Hiện câu trả lời trong... Có vẻ như bạn làm gì thì cũng lố 1 đến 2 phút, nhưng vẫn có một cách. Điều mấu chốt là tối thiểu thời gian chết của 2 người chậm nhất bằng cách cho họ đi chung với nhau. Và bởi vì bạn cũng cần 2 lượt cầm đèn về, bạn sẽ cần 2 người nhanh nhất làm việc này. Vì vậy, bạn và người trợ lý sẽ chạy nhanh qua với cái đèn, mặc dù bạn phải đi chậm lại để chờ cô ta. Sau 2 phút, cả 2 đều qua được cầu và bạn, người nhanh nhất, sẽ cầm đèn chạy về. Mới 3 phút trôi qua thôi, đến đây mọi việc đều tốt cả. Bây giờ là phần khó khăn đây. Vị giáo sư và người lao công cầm đèn và cùng nhau vượt qua cầu. Việc này tốn 10 phút vì người lao công sẽ phải chậm lại chờ ông giáo sư già, người luôn cảm giảm là ông ta không nên cho đám thây ma khả năng nhìn trong đêm. Lúc họ qua khỏi cầu thì chỉ còn 4 phút và bạn vẫn còn ở bên kia cầu. Nhưng nhớ rằng cô trợ lý đang đứng chờ ở bên này cầu và cô ấy là người nhanh thứ 2 trong nhóm. Vì vậy cô ấy sẽ lấy cái đèn từ tay giáo sư và chạy qua chỗ của bạn. Chỉ với 2 phút còn lại, 2 người có thể trở về. Ngay khi qua bên kia cầu, bạn cắt dây để cầu sập, vừa kịp lúc.